Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tờ Wall Street Journal đưa tin, giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga ở tỉnh Kursk của Nga đã lên đến cường độ chưa từng thấy khi hai bên đều nỗ lực củng cố vị thế trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Tờ báo dẫn lời các quan chức Ukraine rằng, Moscow đã triển khai khoảng hàng chục nghìn binh sĩ đến Kursk, bao gồm một số lực lượng tinh nhuệ của Nga, Ukraine cũng đã gửi nhiều lữ đoàn tốt nhất đến khu vực. Quân đội Nga hiện đang phải đối mặt với các đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Ukraine do các huấn luyện viên phương Tây đào tạo. Một chỉ huy tiểu đoàn của lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của Nga cho biết, đối phương đã đưa đến đây những đơn vị tinh nhuệ nhất, được trải qua khóa huấn luyện chất lượng cao nhất. Sĩ quan Nga cho biết thêm, nếu một người Ukraine được huy động bình thường, được đào tạo trong khoảng một tháng, những đơn vị này đã được đào tạo ở phương Tây trong 3 tháng. Hơn nữa, những người cố vấn của họ là những chuyên gia cấp cao không phải là những huấn luyện viên ngẫu nhiên. Theo chỉ huy tiểu đoàn Nga, trong số các đơn vị tham gia chiến đấu, Trung đoàn 3 thuộc lực lượng tác chiến đặc nhiệm SOF của Ukraine chiếm một vị trí đặc biệt với các chiến binh có khả năng huấn luyện độc lập cho những binh sĩ khác. Sĩ quan Nga cho biết, các đơn vị tinh nhuệ này thể hiện trình độ huấn luyện cao khiến họ trở thành đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, bất chấp điều này, Thủy quân lục chiến Nga đã nhiều lần chạm trán với các đội hình tương tự của Ukraine và đẩy lùi thành công các cuộc tấn công. Chỉ huy tiểu đoàn Nga nhấn mạnh, chắc chắn không nên đánh giá thấp họ, tuy nhiên chúng tôi sẽ đối phó với họ. Tháng 8 năm 2024, Ukraine bất ngờ khởi động một chiến dịch quy mô lớn tấn công xuyên biên giới Nga ở tỉnh Kursk. Đây là bước tiến hiếm hoi đưa xung đột sang lãnh thổ Nga và được cho là cuộc xâm nhập đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai khiến Moscow ban đầu không kịp trở tay. Tuy nhiên, từ tháng 11, Nga đã bắt đầu triển khai cuộc phản công toàn diện. Lực lượng Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị bao vây và bị đánh bật hoàn toàn khỏi Kursk. Các cuộc giao tranh càng trở nên khốc liệt hơn khi Ukraine được bật đèn xanh, phóng tên lửa Atakames tầm xa do Mỹ sản xuất và Kursk nhằm đối đầu với lực lượng Nga. Trang tin quân sự Avial Pro trong một ngày, các công binh của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã phát hiện và vô hiệu hóa 300 quả đạn con M74, một phần của tên lửa Atakames được lực lượng Ukraine sử dụng của Kursk. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, kể từ đầu tháng 8, các chuyên gia đã phá hủy hơn 1.480 vật thể nổ trong khu vực Kursk, bao gồm đầu đạn máy bay không người lái mìn và các loại vũ khí khác. Trong tuần qua, lực lượng công binh đã xử lý 11 yêu cầu giả phá bom mìn. Trong số các vật thể bị phá hủy, có các đầu đạn còn sót lại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của lực lượng vũ trang Ukraine. Những sự kiện phóng tên lửa gần đây cho thấy cường độ sử dụng vũ khí chính xác ngày càng tăng của Ukraine làm tăng gánh nặng cho hệ thống phòng không Nga. Kênh Telegram địa phương đưa tin, các thùng nhiên liệu đang bốc cháy dữ dội tại kho dầu Alaska gần Kamensk ở vùng Rostov. Theo nguồn tin, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại khu vực kho dầu Alas gần Kamensk ở vùng Rostov. Mặc dù vẫn chưa rõ chi tiết về vụ việc, nhưng có nghi ngờ rằng vụ cháy bùng phát từ các thùng nhiên liệu có thể do một máy bay không người lái của lực lượng Ukraine tấn công. Kênh Telegram Chegonik làm rõ rằng, ngay trước khi xảy ra vụ việc, một mối đe dọa về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được tuyên bố trong khu vực. Điều này củng cố thêm các giả định về khả năng máy bay không người lái có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, các cơ quan chính thức vẫn chưa đưa ra bình luận hoặc xác nhận về bản chất của vụ cháy. Kho dầu Atlas có tầm quan trọng chiến lược đối với khu vực, khiến nơi này trở thành mục tiêu tiềm tàng cho các cuộc tấn công. Một vụ hỏa hoạn tại những cơ sở như vậy không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây ra nguy cơ mất an toàn môi trường. Gần đây, ABC Ukraine đưa tin, vào đêm ngày 24, dạng sáng 25 tháng 11, máy bay không người lái UAV đã tấn công kho dầu Kaluga Nepte Product tại tỉnh Kaluga của Nga. Một đám cháy lớn đã bùng phát tại kho dầu. Thống đốc tỉnh Kaluga, Shamsa Vladislav Valerievich sau đó cho biết, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 3 máy bay không người lái ở ngoại ô Kaluga. Theo quan chức này, mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống khu công nghiệp và gây ra hỏa hoạn, không có báo cáo về thương vong. Ngoài cuộc tấn công vào kho dầu, lực lượng Ukraine cũng thực hiện một cuộc tấn công khác nhằm vào nhà máy Tayfun, một phần của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga tại thành phố Kaluga thuộc tỉnh Kaluga. Trong những tháng gần đây, các lực lượng của Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu bằng UAV tầm xa trong nỗ lực làm suy yếu ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Cụ thể, hồi tháng 7, Ukraine cũng đã tấn công kho chứa dầu Poliova ở khu vực Kursk trong cuộc đột kích đầy bất ngờ xuyên biên giới. Sang tháng 8, quân đội Ukraine lại tấn công bằng UAV vào một kho chứa dầu ở khu vực Rostov của Nga, dẫn đến hỏa hoạn lớn kéo dài suốt 6 ngày. Theo phía Ukraine, các cuộc tấn công được thực hiện nhằm làm suy yếu quân đội và nền kinh tế Nga. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đã bắn tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất và tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất vào các mục tiêu nằm ở khu vực Bryansk và Kursk của Nga. Theo ông Putin, các cuộc tấn công hầu hết đã bị các hệ thống phòng không của Nga đẩy lùi thành công. Mặc dù cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm chỉ huy ở vùng Kursk đã gây ra một số thương vong cho binh sĩ bảo vệ cơ sở này. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố một đoạn video và cho biết tên lửa đạn đạo Iskander của quân đội nước này đã bắn trúng 5 bệ phóng tên lửa của Ukraine ở vùng Sumy, trong đó gồm các bệ phóng được sử dụng để bắn tên lửa tầm xa Atakames. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, hai bệ phóng MLRS và một xe vận chuyển nạp đạn đã bị phá hủy gần khu định cư Tokari, cách thành phố Sumy khoảng 8 km về phía tây bắc, và ba bệ phóng HIMARS đã bị phá hủy gần khu định cư Maliborik, cách Sumy khoảng 20 km về phía đông nam. Video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy tên lửa Iskander phá hủy 3 bệ phóng HIMARS của Ukraine tại Sumy. Hệ thống này có thể mang theo ống phóng chứa 6 tên lửa phóng loạt có điều khiển. Atak có tên gọi đầy đủ là hệ thống tên lửa lục quân chiến thuật do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Được thiết kế khai hỏa từ xe pháo phản lực di động HIMARS do Mỹ viện trợ hoặc M270 mà Anh và Đức chuyển giao cho Ukraine. Tên lửa Atak ra đời vào những năm 1980 có mục tiêu khi đó là nhằm tấn công cường độ cao vào các mục tiêu có giá trị lớn của Liên Xô nếu xung đột xảy ra. Atak có thể mang theo đầu đạn nổ thông thường hoặc đầu đạn chứa đạn chùm để tăng diện tích sát thương. New York Times mô tả, Atak có đường bay giống tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tức là nó được phóng lên độ cao lớn trên bầu khí quyển rồi lao trở lại mặt đất với vận tốc rất lớn nhờ quán tính và lực hấp dẫn. Trong khi đó, tên lửa Iskander được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng một phút đạn tên lửa Iskander M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Iskander M rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy. Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 km tới 500 km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander M thường mang theo hai đạn tên lửa. Nhà báo Ba Lan Martin Vivan nhận định, mặt trận Ukraine đang bùng nổ ở các vỉa và có 5 lý do chính dẫn đến điều này. Ông nêu lý do đầu tiên là do thiếu nhân sự trong lực lượng vũ trang Ukraine và các vấn đề về huy động cùng với tham nhũng và hỗn loạn thời chiến. Nhà báo nhận xét, quân đội Ukraine đơn giản là đang thua cuộc. Nguyên nhân thứ hai là thiếu trang bị đạn dược. Theo tác giả, cuộc khủng hoảng khủng khiếp với lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu vào mùa thu năm 2023 sau khi diễn ra một cuộc phản công không thành công Mỹ đã giảm tốc độ phân bổ viện trợ cho Kiev. Kể từ đó, quân đội Ukraine rơi vào tình trạng thiếu trang thiết bị và đạn dược. Theo tác giả, việc gia tăng đường tiếp xúc chiến đấu là nguyên nhân thứ ba dẫn đến sự sụp đổ sắp xảy ra của mặt trận Ukraine. Đồng thời ông lưu ý rằng, cuộc tấn công vào khu vực Kursk không đạt được mục tiêu chính là rút lực lượng Nga từ các hướng khác. Tác giả coi lý do thứ năm là cực kỳ quan trọng, khiến quân đội Nga chiếm giữ các công sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Bản thân Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu các đơn vị công binh Điều này hưởng trực tiếp đến khả năng giữ lãnh thổ của nước này. Trong suốt năm 2024, Ukraine đã phải đối mặt với một tình huống đầy thách thức trong việc bảo vệ tiền tuyến, đặc biệt là tỉnh Donetsk, nơi Nga liên tục tập trung tiềm lực tấn công của mình. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sitsky cho biết, tình hình trên chiến trường rất khó khăn đối với lực lượng Ukraine. Các cuộc giao tranh đang diễn ra ở một số khu vực, đòi hỏi Ukraine phải liên tục đổi mới nguồn lực cho các đơn vị. Hiện nay, với việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị nhậm chức. Cách tiếp cận của chính quyền ông đối với cuộc xung đột ở Ukraine sẽ vừa khó khăn vừa quan trọng. Ông Trump trước đây đã bày tỏ sự hoài nghi về sự ủng hộ rộng rãi của Washington đối với Kiev, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng thay đổi chính sách có thể khiến Moscow trở nên táo bạo hơn. Việc Mỹ rút khỏi cam kết đối với Ukraine có thể làm suy yếu sự thống nhất của NATO và làm các đối thủ khác trở nên táo bạo hơn. Một sự căng thẳng sẽ dẫn đến sự tham gia trực tiếp lớn hơn. Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây tuyên bố ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng tại Moscow vào tháng 5 năm 2025 khi ông nhận lời mời từ tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Reuters, ông Fico từng phát biểu về việc muốn tham dự các sự kiện ở Moscow vào năm tới. Ngày 27 tháng 11, ông Fico cho biết đã nhận được lời mời chính thức từ ông Putin. Ông Fico viết trên Facebook: "Với tư cách là thủ tướng Cộng hòa Slovakia, tôi rất quan tâm đến việc tham gia lễ kỷ niệm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít" sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5 năm 2025 tại Moscow. Thủ tướng Slovakia viết thêm, Vì vậy, tôi rất vui khi nhận được lời mời chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin và tôi sẽ tham dự lễ kỷ niệm quan trọng này. Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc cải thiện quan hệ với Nga. Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh, việc tổ chức các hội nghị giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine mà không có sự tham gia của Nga cũng chẳng ích gì. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump từng tuyên bố về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trước diễn biến này, thủ tướng Slovakia cho rằng lời hứa mới của ông Donald Trump về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ sẽ khó thực hiện. Thủ tướng Fico lập luận rằng việc cắt giảm đáng kể sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine có thể là con đường giải quyết vấn đề, đồng thời khẳng định cuộc xung đột sẽ không kết thúc chừng nào phương Tây còn ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine. Thủ tướng Fico cũng nhấn mạnh Slovakia sẽ gửi viện trợ theo khả năng và bác bỏ ý tưởng Liên minh châu Âu phải chịu mọi chi phí nếu Mỹ rút lại sự hỗ trợ cho Kiev. Giới phân tích cho rằng các tuyên bố này nhằm mục đích làm suy yếu sự ủng hộ của các nước phương Tây dành cho Kiev, từ đó sẽ buộc Ukraine phải đầu hàng hoặc đồng ý với các điều khoản của Nga. Thủ tướng Fico cũng có lập trường giống với Thủ tướng Hungary và có mối quan hệ khá tốt với Nga. Ông Fico cũng nhắc lại lập trường phản đối viện trợ cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Budapest, khẳng định nếu ông Donald Trump cắt giảm hỗ trợ của Mỹ Slovakia sẽ phản đối bất kỳ đề xuất nào về việc EU sẽ chịu toàn bộ gánh nặng viện trợ. Tuy nhiên, mặc dù thường có giọng điệu cứng rắn, nhưng ông Fico vẫn chưa phủ quyết hoặc chặn bất kỳ khoản viện trợ nào của EU cho Ukraine.